Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, việc thực hiện công tác dân vận chính quyền được các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ công chức viên chức về công tác dân vận. Trong đó, công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính đạt được một số kết quả. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố 1.777 dịch vụ công trực tuyến, đạt khoảng 96% số thủ tục hành chính của tỉnh, trong đó có 731 toàn trình, chiếm 41,14% số thủ tục hành chính cung cấp dạng trực tuyến. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã đáp ứng được các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt 39,1%. Kết quả tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023 có 97,3% hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn, 1,6% hồ sơ quá hạn. Hồ sơ trễ hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Qua kiểm tra công tác thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, kéo giảm hồ sơ trễ hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến, đổi mới phương pháp phục vụ để nâng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thí điểm việc chỉ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính, triển khai mô hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà đối với người già, người khuyết tật.